Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Giờ học hôm nay chúng ta chuyển sang chương 6. Ôn tập và bài đầu tiên là tiết 151. Ôn tập về số tự nhiên. Trang 160, 161. Chúng mình làm bài tập 1 nhé. Bài tập 1. Viết theo mẫu. Bài tập có 3 cột, cột thứ nhất đọc số, cột thứ hai viết số, cột thứ ba số gồm có tức là phân tích cấu tạo số. Yêu cầu chúng ta sẽ điền vào những chỗ chấm à những ô trống chưa có như mẫu. Mẫu. Đọc số 24.308 viết thành 24308. Số gồm có 20.000, 4.308 đơn vị. Như vậy số đọc là 24.308. Đọc số này thì ta thấy số có hai lớp. Đó là lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp nghìn gồm 24.000 gồm 20.000 và 4.000. Lớp đơn vị gồm 300 không chục 8 đơn vị. Ta viết thành 24. 24 là lớp nghìn. 308 là lớp đơn vị. Vì mỗi một lớp là có 3 hàng. Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Ở đây lớp nghìn gồm có lớp hàng nghìn và hàng chục nghìn. Phân tích thành hai chục nghìn, bốn nghìn, ba trăm, không chục, tám đơn vị. Như vậy, theo ý mẫu, ta tiếp tục làm các ý tiếp theo. Số tiếp theo bài cho đọc số 160.274. 160.274. Ta thấy số này gồm có hai lớp. Đó là lớp đơn vị và lớp nghìn. 160.000. À, lớp nghìn gồm có 100, 60, không đơn vị. Lớp đơn vị gồm có 274 đơn vị. Ta viết thành 160. Lớp nghìn 274 lớp đơn vị. Và ta phân tích số thành lớp nghìn gồm có 100.000, 60.000, 0.000, 100.000, 60, .000, 0 .000, 100 .000, 60 không nghìn thì ta không cần viết lớp đơn vị gồm hai chục đơn vị ta phân tích thành hai trăm chục đơn vị bảy chục tức là 70 số tiếp theo đầu bài cho một hai ba bảy không không năm một hai ba bảy không không năm Ta thấy cứ ba chữ số là một lớp. Lớp thứ bé nhất là lớp đơn vị 005. Lớp tiếp theo là lớp nghìn 237. Lớp thứ ba có một chữ số, đó là lớp triệu và chữ số 1 chỉ hàng triệu. Ta đọc là 1.237.005. 1.237.005. Cấu tạo số gồm lớp triệu gồm 1 triệu, lớp nghìn gồm 200.000, 30.000, 7.000. Lớp đơn vị gồm 0 trăm, 0 chục, 5 đơn vị. Như vậy số gồm 1 triệu 200 nghìn, 30 nghìn, 7 nghìn, 5 đơn vị. Số cuối cùng, đầu bài cho 8 triệu 4 nghìn, 90 như vậy, đọc số này lên thì ta thấy có 3 lớp. Ở lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị. Lớp triệu thì không có trăm triệu, không có hàng trăm triệu, không có hàng chục triệu mà chỉ có hàng triệu. Đó là 8 triệu. Lớp nghìn gồm có trăm nghìn, chục nghìn và nghìn. Ba hàng này thì chỉ có mỗi bốn là hàng nghìn. Như vậy hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn không có ta viết số 0 và hàng nghìn là 4. Tiếp, lớp đơn vị gồm hàng trăm, hàng chục, và hàng đơn vị. Ở đây, hàng trăm nghìn, không có, ta viết chữ số 0. Chín chục, nghĩa là số 9 là hàng 90, chín 90, mươi, chín mươi, tức là 90, chín chín chục Và đơn vị không nói đến, tức là chữ số 0, ta viết chữ số 0. Đọc là 8 triệu 004 nghìn 090. 8 triệu 004 000 090. Như vậy bài 1 vừa rồi Chúng ta đã ôn lại cách đọc số Viết số và phân tích số Tức là số gồm có Chúng mình chuyển bài tập 2 Bài 2 Viết mỗi số sau thành tổng Theo mẫu 1763 5794 20292 190.000 909 Mẫu số 1763 viết thành tổng của... Ta thấy số này có lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp nghìn gồm có 1.000. Lớp đơn, đơn vị gồm có 700, 60, 3 đơn vị. Ta viết thành tổng 1.000 cộng 700 cộng 60 cộng 3. Vậy ta tiếp tục viết các số các số tiếp theo. Sau khi phân tích mẫu thì ta viết các số tiếp theo. 5794. Số này gồm có hai lớp là lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp nghìn gồm có 5000, lớp đơn vị gồm 700. 90 bốn đơn vị. Ta viết thành tổng 5000 cộng 700 cộng 90 cộng 4. Số tiếp theo 20.292. Ta thấy số này gồm có lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp nghìn gồm có 20 nghìn, 0 nghìn. Lớp đơn vị gồm có 200, chục và 2 đơn vị. Ta viết thành 200 cộng 90 cộng 2. Như vậy số 20 bằng tổng của 20.000 cộng 200 cộng 90 cộng 2. Số cuối cùng 190 .909. Số này cũng gồm có hai lớp đó là lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp nghìn gồm có 100.000, 90.000, 0.000. Lớp đơn vị gồm có 900, không chục và 9 đơn vị. Ta viết thành tổng 100.000 cộng 90.000 cộng 900 cộng 9. Vậy ta đã hoàn thành bài số 2. Tiếp tục bài số 3. Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào.

1379 8932 113064 3 910 như vậy ta sẽ lần lượt thực hiện từng yêu cầu của bài ý yeah. Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào. 6, 7, 3, 5, 8. Ta thấy số này gồm có lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp nghìn gồm có 6 nghìn, 60 nghìn, 7 nghìn. Lớp đơn vị gồm 300, 50, 8 đơn vị. Ta đọc là 67 358 giá trị của chữ số 5 thuộc hàng chục và thuộc lớp đơn vị. Chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đơn vị. Số tiếp theo, 851904. Ta thấy lớp này cũng gồm có hai lớp, đó là lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp nghìn gồm có 800.000 nghìn 50.000 1.000. Lớp đơn vị gồm 900 0 chục 4 đơn vị. Ta đọc là 851.904. Và chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn. Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn. Số tiếp theo 3205700. Như vậy ta thấy số này gồm có 3 lớp. Lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Lớp triệu gồm có 3 triệu. Lớp nghìn gồm có 200 nghìn, 0 chục nghìn, 5 nghìn. Lớp đơn vị gồm có 700, 0 không chục, 0 đơn vị. Ta đọc 3 triệu 205 700 3 triệu 205 700 Và giá trị của chữ số 5 Là thuộc hàng nghìn Lớp nghìn Số cuối cùng 195 080 126 Ở số này ta thấy có 3 lớp Lớp đơn vị lớp nghìn, lớp triệu. Lớp triệu gồm 100 triệu, 90 triệu, 5 triệu. Lớp nghìn gồm 0, trăm nghìn, 80 nghìn, 0 nghìn. Lớp đơn vị gồm 100, 20, 6 đơn vị. Như vậy ta đọc số 195 triệu 0, 126 195 triệu 080 nghìn 126 Và chữ số 5 có giá trị là 5 triệu Thuộc hàng triệu và ở lớp triệu Chữ số 5 thuộc hàng triệu Lớp triệu Ta chuyển IB Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau 103. Như vậy, giá trị của chữ số 3, chữ số 3 thuộc hàng đơn vị, như vậy chữ số 3 có giá trị là 3. 1379. Chữ số 3 thuộc hàng trăm. Như vậy, giá trị của chữ số 3 là 300. 8932. Chữ số 3 thuộc hàng chục ở lớp đơn vị. Như vậy, giá trị của chữ số 3 là 30. Số tiếp theo, 13.064. Số này gồm hai lớp, đó là lớp đơn vị và lớp nghìn. Và chữ số 3 thuộc hàng nghìn, tức là 3.000. Giá trị của chữ số 3 là 3.000. Số cuối cùng, 3 triệu 265 910. Số này gồm 3 lớp, lớp đơn vị, lớp nghìn và lớp triệu. Ta thấy chữ số 3 nằm ở lớp triệu và thuộc hàng triệu. Như vậy, 3, giá trị của chữ số 3 là 3 triệu ta viết số 3 triệu. Tiếp tục bài số 4. Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau mấy đơn vị? Đó là yêu cầu của ý A. Ý B, số tự nhiên bé nhất là số nào? C, có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao? Như vậy, trong bài 4 này có 3 câu hỏi. Chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất. Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị? Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị. Bởi vì muốn biết số tự nhiên tiếp sau một số tự nhiên bất kỳ, ta sẽ lấy số tự nhiên đó cộng 1 thì sẽ ra số tự nhiên tiếp theo. Ví dụ số tự nhiên 1 Muốn biết số tiếp theo là số nào Ta lấy 1 cộng 1 bằng 2 Hoặc số 79 Ta muốn biết số tự nhiên đứng trước Liền kề trước Số 79 là bao nhiêu Ta lấy 79 trừ 1 bằng 78 B Số tự nhiên bé nhất là số nào Ta biết số tự nhiên bé nhất đó là số 0. có số tự nhiên lớn nhất không vì sao không có số tự nhiên lớn nhất vì ta biết là khi thêm một vào bất kỳ số tự nhiên nào đó ta được số tự nhiên liền sau nó ví dụ đây đã biết đây là các số tự nhiên số tự nhiên bé nhất là không biểu thị trên một tia số biểu diễn số tự nhiên. Không là số tự nhiên bé nhất. Muốn biết số tự nhiên liền sau không là bao nhiêu? Ta lấy 0 cộng 1 bằng 1. 1 cộng 1 tiếp bằng 2 và cứ như thế. Ta cộng đến mãi. Mãi thì ta không có số tự nhiên nào lớn nhất vì cứ cộng bất kỳ một số tự nhiên nào đó với một được một số tự nhiên tiếp theo. Như vậy không có số tự nhiên lớn nhất. Ta trình bày bài toán. A, trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tiếp hơn hoặc kém nhau một đơn vị. B, số tự nhiên bé nhất là số 0. C, không có số tự nhiên lớn nhất vì ta thêm một vào bất kỳ số tự nhiên nào ta được số tự nhiên liền sau nó. Đó là nội dung bài tập 4. Chúng mình tiếp tục thực hiện bài số 5. Bài tập 5 Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có A. 3 số tự nhiên liên tiếp 67 chấm chấm 69 798 799 chấm 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 phẩy 1000 chấm 1001 Ý B 3 số chẵn liên tiếp tám chấm phẩy mười chấm phẩy chấm 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 chín mươi tám chấm 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 phẩy một trăm linh hai chấm 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 phẩy một nghìn chấm một nghìn hai c ba số lẻ liên tiếp năm mươi một chấm năm mươi ba chấm phẩy chấm 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 một trăm chín mươi chín chấm 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 phẩy 203 chấm 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 phẩy 999 chấm phẩy 1001 Bài tập 5 có 3 yêu cầu Điền vào chỗ chấm thích hợp để có 3 số tự nhiên liên tiếp 3 số chẵn liên tiếp và 3 số lẻ liên tiếp Ta đã biết hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị như vậy ở ý A Số tự nhiên nào ở giữa số 67 và 69? Muốn biết số tự nhiên ở giữa 67 và số 69 Tức là sau số 67 Ta lấy 67 cộng 1 bằng 68 Hoặc ta lấy 69 trừ 1 bằng 68 Muốn biết số tự nhiên liền kề trước Số tự nhiên nào đó ta lấy số đó ta trừ đi 1

799, ta lấy 799 cộng 1 bằng 800. Vậy ba số tự nhiên liên tiếp là 798, 799, 800. Tiếp theo, có số hai số tự nhiên liền là 1000 và 1001. Tìm số tự nhiên liền kề trước số 1000 đó là 999. Vì ta lấy 1000 trừ 1 bằng 999. Vậy ba số tự nhiên liên tiếp là 999, 1000, 1001. Ý B. Ba số chẵn liên tiếp. Dãy thứ nhất. 8 10. Yêu cầu tìm số tự nhiên liên tiếp sau số chẵn 10. Ta đã biết hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau hai đơn vị từ 8 đến 10 ta thêm 2 vậy 10 ta thêm 2 nữa thành 12 vậy ba số lẻ liên ba số chẵn liên tiếp ở đây là 8 10 12 tìm số chẵn giữa số 98 và 102 ta lấy 98 cộng 2 thành 100

Vậy ba số chẵn liên tiếp ở dãy này là 998, 1000, 1002. Ý cuối cùng là tìm số nào để điền vào được ba số lẻ liên tiếp. 51, 53. Vậy số lẻ liên tiếp sau số 53 là 55. Bởi vì ta lấy 53 cộng 2 bằng 55 bởi vì ta biết là ba số hai số lẻ liên tiếp liền kề nhau hơn kém nhau hai đơn vị muốn biết số lẻ liền sau số 53 là số bao nhiêu ta lấy 53 cộng 2 bằng 55 như vậy ba số lẻ liên tiếp ở đây là 51 53 55 tìm số lẻ giữa 199

trừ 2 bằng 997. Vậy ba số lẻ liên tiếp ở dãy này là 997, 999 và 1001. Như vậy, hai số chẵn liên tiếp hoặc hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau hai đơn vị. Đó là nội dung của bài tập 3 bài, bài tập 5. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Video tiếp theo của cô là tiết 152. Ôn tập về số tự nhiên tiếp theo. Trang 161. Cô chào các con.